shop76.com, shop game gặp dòng online uy tín chất lượng anh em ơi. Ok, hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì mình là Gen TV em ơi. Ok, thì hôm nay đến tập 5 ạ, tập 5 của hành trình 60 tỷ sức mạnh đến săn đại em ơi. Đó, thì hôm nay mình sẽ đưa sức mạnh em ơi. Thì mình sẽ hướng dẫn em một cái úp từ cái úp nha. Cái úp lên 15 triệu sức mạnh cực kỳ nhanh anh em ơi. Đó. Cái úp lên 15 triệu sức mạnh cực kỳ nhanh em ơi. Đó, đầu tiên thì anh em phải cho mình một ít ngọc ạ, ít ngọc để mua bùa em ạ. Đó, cả một ít để mua vệ tinh em ơi. Ok, cả là anh em có Agamemnon để kẹp em ơi. Cậu anh có khoảng 2 bằng 50 trở lên nhá, để kẹp cho nó nhiều tiền tăng em ơi. Ok. Ok, bây mình sẽ qua đây mua bùa lại em ơi. Đó, mình sẽ mua bùa em ơi. Đó. Thử mua ngẫu nhiên. Ok, bùa mạnh mẽ cái okay, đỡ phải mua luôn. Bùa dùng 1 giờ là bùa mạnh mẽ này, với cả mua bùa giao châu cho mình. Bùa giao châu. Đó. Cả mua mình một cái bùa X2 em ơi, một bùa trí tuệ này. Đó, cả bùa 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 X3 mà đó, thế là anh đầu tư mình khoảng chắc là khoảng 50 ngọc 50 ngọc em ơi. 50 ngọc cả đi mua ấy nữa. 50 ngọc là với cả là đi mua vệ tinh đấy mà đó, khoảng 1 tiếng đấy. Ok, mình sẽ đến trạm vũ trụ này. Rồi cụ trạm vũ trụ này đó. Anh đã thấy em đi với ai rồi? Ok, mình sẽ mua bùa này em ơi. Đó, mua mình hai đâu. Và đây mua bùa à, đâu quên, mua vệ tinh em, mua vệ tinh em ơi, mình quên mẹ. Anh mua vệ tinh em ơi. Đó, mua vệ tinh này. Đó, mua hai cái vệ tinh này. Vệ tinh trí tuệ mà tăng 20% sức mạnh và tiềm năng nhận khi đánh quái đấy, khá là ngon bạn đúng không? Tiếp theo một mình vệ tinh phòng thủ lại giúp đâu vệ tinh phòng thủ lại không bị quái chủ động đánh và giảm ma. Ok, ok, mua cả vệ tinh phòng thủ ấy mà đó, đầu tư một ít ngập cho nó dân chơi đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ qua úp lại mới qua cái mác ở bên đá bách nha. Đó, cái này úp lên 15 triệu sức mạnh cực kỳ nhanh nha. Ok, mình sẽ đến lại đấy mà. Ok, đến đảo Hulu đấy mời họ đến đảo Hulu nha. Ok, ok mình coi cái mát đảo bù lông, mát không bù lông nha em ơi. Ok, 5 Hulu đấy mời, 5 Hulu này đó, có đảo bù lông em ơi, đảo bù lông nhá. Ok, đông nam Hulu rồi. Ok đó, ok em ơi. Ok, khu là không người đến mời, không người một đấy. Ok, sau đó em tải bản 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 mod nhá, bản mod là game mode đấy, để nó giúp anh em úp dễ hơn đấy. Đó, kiểu giúp em treo lâu ấy đó. Tiếp theo em chuẩn bị mình một cái một đồ mới đấy, đeo vào đồ cho quái đánh đánh bị đau nhá, kiểu giúp em trâu hơn khi đánh quái này. Đó, ok chưa, mua một cái găng em ơi. Đó, cả mua mình một cái radar hay là cái giày em ơi. Đó, thì mình chuẩn bị mình một cái radar đây xài với mình. Đó, radar 15% tới sức mạnh nhá. Đó, bạn có dùng ok, mà không có không sao, có úp nhanh hơn nhá. Đó, cả một cho mình một cái món hút ra biến 10% tấn công thành HP nhé, hoặc là và biến 5% tấn công thành kia đó nhé. Ok cho em ở đó, đầu mình đeo cho xem em vẫn thấy một cái áo vải Bicolo này, một cái quần Bicolo này, một cái găng này, cả một cái quần dây sét len, một dây sét len này, biến 15% tấn công thành HP này, biến 5% tấn công thành kia nhé. Bạn không có điều kiện thì phải xài cái đồ 2 sao, đồ 2 sao rồi nhé, biến 5% tấn công thành HP, cả biến 5% tấn công thành kia. Ok em ạ, đó nhé. Đó, tiếp theo là một cái radar em ở đó. Ok, ok, tiếp theo là em kẹt à, kẹp em kẹt lắp nhá. Đó, đây nếu trong cùng BT, cùng BT em ơi, cùng BT mới tính nhá. Đó, ok, mình sẽ xài vô em ơi. Đó, đi tới đây kẹp bạc lắp nhá, cho nhiều tiềm năng hơn nhá. Đây cho em xem nhá, đây là khi có ạc để cho em xem này, khi chưa ạc lắp vào nhá, để cho em xem nhá. Đây, khi chưa ạc lắp vào này đấy, mình đếm có được có được 328 được 328 luôn, 48 nhá đúng không? Đây khi mà một ạc lắp vào nhá, khi một ạc lắp vào này, đây ơi, chuyển vô này đấy, để đập cho xem này đấy, đã được 384 tăng là 40% nhé, tăng được 40x nhé, khá là dễ đúng không? Đấy, 376 đâu, tiếp theo bảo lắm nữa vào này, thứ hai lắm vào nữa thì càng em càng nhập kẹp càng tốt nhá, nhưng kẹp càng tốt nhá, ít thì thôi không sao. Khá, theo mình thì anh em kẹp từ khoảng 1 trở lên nhá. Ok em ạ, mà là nhiều thì kẹp nhiều, ít thì kẹp ít nhá, không sao em ơi. Ok, nào hú đu em ơi, đây là khu bao nhiêu? Khu 11 đúng không?
Ok này, 011 này. Đông Nam Ô Đu 011. Cái này khá là dễ kẹp, khá là dễ đúng không? Bạn nào có nhiều lắm kẹp không? Không ok mà. Mắc phê luôn. Anh cứ ạc lắm mấy vào bang hơn là ok rồi em ạ, không cần ạc lắm mấy khủng đâu. Vào bang là được em ạ. Cái đấy. Khu 11. Tự sẽ ạc lắm vào đấy mày. Đấy nhá, hàng vào 384 đúng không? Và em đấy, đấm là được 420 luôn ạ. Đấy khá là phê đúng không? Sâu gì lắm ạ. Cái này khá hay, hữu hiệu em ạ. Đó. Ok, bây mình sẽ chịu quả chat AD nhá. AD này, AD này. Một bạn này. ADD hai bạn. Ok, tiếp theo là xài em ạ, xài vệ tinh em ơi, vệ tinh này nhá. Vệ tinh trí tuệ này. Đó. Vệ tinh phòng thủ lại. Chấp cần đâu. TS em ở đấy. Ok cho vậy, đây được 491 lượt lận. Ui phê thế nhỉ. Khá là phê mà đó, kẹp khá là phê đúng không? Tận đồng ếch vào mặt này. Ui trời ơi. Bảo sao mà không phê. Ơ. Mình chắc CD này. Nhân đầu khi quan sát là ok. Úi cái chỉ số này. Auto xin đậu này, auto xin đậu này, ok. Đó. Chất kia thử là 55 100 này. 20 thử là 20 cho mình. Đó. Chất test là ok mà. Test. ADD. ADD 1 giờ CVT là bị lag bạn. ADD lại nhá. ADD một bạn này. Úp khá nhanh các bạn, một x lên khá lên cao. Bạn nào có nhận là bách có phê lửa cơ. Nói úp khá nhanh em ạ. Sâu gì là lấy một ít hit luôn. Nó phải như vậy em ạ. Ok em ơi. Khá hay em ạ. Đó là ok em ơi thì clip dừng lại đây nhá. Em thấy hay. Hãy yêu quý mình. Nhấn lại một like, một đăng ký và một chút để mình nhá. Cảm ơn em rất nhiều luôn. Bye bye anh em.